Avezac, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học live stream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào tất cả con, cô rất là vui khi lại được gặp chúng mình trong bài học ngày hôm nay. Ở trong bài học ngày hôm trước thì cô và các con đã cùng nhau đi tìm hiểu về phân số và phép chia số tự nhiên, đúng không nào? Thế thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu xem là ở bài toán này thì còn những phần kiến thức như thế nào đấy nhé. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cô bước vào phần ví dụ đầu tiên. Có hai quả cam, chia mỗi quả cam thành 4 phần bằng nhau. Vân ăn 1 quả cam và 1/4 quả cam. Viết phân số chỉ số phần quả cam Vân đã ăn. Nào, trong bài này thì người ta đã cho rất là rõ rồi. Người ta cho 2 quả cam và mỗi quả được chia thành 4 phần bằng nhau, đúng không nào? Ở đây người ta lại cho là bạn Vân thì ăn hết 1 quả cam cộng với 1/4 của quả cam nữa. Và người ta yêu cầu chúng mình là viết một phân số chỉ tổng số phần quả cam mà Vân đã ăn. Thế thì ở đây chúng ta thấy là gì nào? Ăn một quả cam thì có phải là ăn hết 4 phần, đúng không nào? Bởi vì chúng ta chia một quả thành 4 mà. Cho nên Vân ăn hết một quả cam tức là Vân đã ăn hết 4 phần hay 4/4 của quả cam. Đúng chưa nào? Ăn hết một quả thì sẽ là 4/4. Tiếp tục, Vân lại ăn thêm 1/4 của quả cam nữa. Đúng chưa nào? Vậy thì cô thấy là ở đây Vân ăn thêm tức là ăn thêm 1/4 nữa. Vậy sau gì? Sau khi phân tích cô thấy Vân đang ăn hết tất cả 5 phần. Đúng không nào? 4 cộng với 1 là 5. Hay nói cách khác, Vân ăn hết 5/4 của quả cam. Được chưa nào? Đầu tiên một quả là ăn hết 4/4 này, rồi lại ăn thêm 1/4 nữa tức là 1/4 nữa. Được chưa nào? Thế cộng 2 phần này lại với nhau thì tức là Vân ăn hết 5/4 của số cam đó, đúng không nào? Thế thì ở đây khi mà cô biểu thị thì cô sẽ biểu thị như sau này. Đây chính là 2 quả cam, đúng không nào? Và gì? Cô đang chia thành 4 phần bằng nhau ở mỗi quả. Đầu tiên Vân ăn hết 1 quả tức là Vân ăn hết 4 phần. Sang bên này Vân ăn thêm 1/4 nữa, tức là có phải là 5/5, đúng không nào? Mà đây gì? Tất cả số cam đều chia thành 4 phần bằng nhau. Cho nên tổng ở đây cô sẽ nói là Vân ăn hết tất cả 5/4 của quả cam. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ bước sang một cái ví dụ thứ hai. Nào, ví dụ 2. Chia đều 5 quả cam cho 4 người. Nào, bây giờ cô có 5 quả cam, cô muốn chia đều ra cho 4 người. Tìm phần cam của mỗi người. Ở đây chúng ta thấy là gì? Để mà cô chia được cho 4 người thì cô thấy 5 là đã không chia hết cho 4 rồi, có đúng không nào? Vậy làm cách nào để cô có thể chia đều ra mà số cam của mỗi người phải bằng nhau nào? Ở đây thì chúng ta có thể thực hiện như sau. Cô sẽ chia mỗi một quả cam thành 4 phần bằng nhau. Được chưa nào? Vì có 4 người cho nên cô sẽ chia mỗi quả cam thành 4 phần nhỏ bằng nhau. Rồi lần lượt chúng ta đưa cho mỗi người 1/4. Đúng không nào? Bởi vì mỗi một quả cam cô đã chia thành 4 rồi thì cô sẽ lấy 1/4 nhỏ đó cô chia cho một người. Đúng không nào? Thế tức là gì? Mỗi một người thì sẽ nhận được 1/4 của từng quả cam đấy. Có đúng không nào? Đó, thế thì sau 5 lần cô chia như thế thì có phải là mỗi người sẽ được 5 phần, đúng không nào? 5 phần nhỏ trong mỗi một quả, tức là 5/4 của quả cam. Được chưa nào? Đấy, vậy thì cô sẽ biểu thị bằng hình vẽ như sau. Ở đây chính là 5 quả cam. Trên mỗi quả cam cô đang chia nó thành 4 phần, đúng không nào? Giống nhau hết. Đấy, mỗi một quả cam cô đều chia thành 4 phần bằng nhau. Và gì? Mỗi một người thì sẽ lấy 1/4 trong mỗi quả cam này. Đúng không nào? Thế vậy thì có phải là mỗi người sẽ nhận được mấy đây? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4. Đúng không nào? Mỗi người nhận được 5/4. Mà cứ mỗi một quả cam cô chia thành 4 phần nhỏ thì mỗi một người sẽ nhận được tổng đó là 5/4 của quả cam. Thế con đã hiểu chưa nào? Đó, thế thì ở cái phần ví dụ 2 này chúng ta đã có thể hiểu rõ hơn về cách chia
À, cách chia nếu như chúng ta thấy là gì? Ở đây thì chúng ta với mỗi một phép chia thì đều là các phép chia không chia hết. Đấy, cho nên chúng ta sẽ biểu thị gì? Số phần quả cam này bằng một cái phân số cụ thể nào đó. Thế trên nào? Nào, bây giờ sang đến phần C. Phần C là phần nhận xét. Thì cô thấy là gì? Kết quả của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác không? Chúng ta cũng có thể viết là một phân số, đúng không nào? Ví dụ 5 chia cho 4 thì bằng 5/4, đúng không nào? Đó, 5 quả cam mà chia cho 4 người thì chính là mỗi người sẽ nhận được 5/4 của quả cam. Đó. Vậy bây giờ tương tự thì chúng ta sẽ có một số cái ví dụ như sau. Chúng ta sẽ viết các cái phép chia này dưới dạng phân số tương tự giống như ở trên đây. Nào, phép chia đầu tiên 1/12 cô muốn viết dưới dạng phân số thì tử số của cô chính là số bị chia, tức là 1. Mẫu số chính là số chia khác 0, tức là 12. Vậy 1 mà chia cho 12 thì sẽ viết được dưới dạng 1/12. Tương tự 5/6 cũng như vậy. 5 ở đây là số bị chia, cô sẽ viết liên tử. 6 là số chia, cô viết dưới mẫu. Được chưa nào? 7/4 cũng thế. Đó. Đấy. Vậy thì ở mỗi phép chia này chúng ta đều viết được dưới dạng một phân số với điều kiện là mẫu số của phân số đó phải khác 0, hay nói cách khác đó là số chia của phép chia phải luôn luôn khác 0. Được chưa nào? Thế thì bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau vận dụng một số các kiến thức này để đi thực hiện một số các bài tập sau đây nhé. Và sau đây là bài tập đầu tiên của chúng ta, bài tập số 1. Đề bài yêu cầu viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng một phân số. Và đương nhiên là cách viết rất là dễ, chúng ta chỉ cần nhớ cho cô là gì? Khi chúng ta viết một phép chia ra phân số thì tử số chính là số bị chia, còn mẫu số thì phải là số chia với điều kiện là số khác 0. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện viết các phép chia. 9 chia cho 7, đây chính là phép chia đầu tiên. Nào, cô muốn viết phép chia này dưới dạng phân số thì cô sẽ viết như sau. 9 là số bị chia, chính là tử số viết trên dấu gạch ngang. 7 là số chia khác 0, chính là mẫu số viết dưới dấu gạch ngang. Vậy 9 chia cho 7 thì bằng 9/7. Tương tự 8 chia cho 5. 8 ở đây là số bị chia thì cô sẽ viết trên tử. Và 5 ở đây là số chia, cô sẽ viết dưới mẫu số. 8 chia cho 5 thì bằng 8/5. Được chưa nào? Tiếp tục này. 9 mà chia cho 11 nào. Nào, đối với phép chia này thì chúng ta sẽ viết như sau. 9 là số bị chia, chính là tử số. 11 là số chia khác 0, chính là mẫu số. 9 chia cho 11 bằng 9/11. Nào, phép chia tiếp theo. 3 chia cho 3 nào. 3 mà chia cho 3 thì cô sẽ viết dưới dạng phân số như sau. Cả tử số và mẫu số đều là 3. 3/3 thì ra kết quả là bằng 1, đúng không nào? Nào, thế còn phép chia cuối cùng, 2 mà chia cho 15 nào. Ở đây thì chúng ta sẽ viết dưới dạng phân số với tử số chính là số bị chia là 2, còn mẫu số chính là số chia là 15. 2 chia cho 15 bằng 2/15. Vậy thì cái bài tập số 1 này chúng ta đã quen với bài học ngày hôm trước rồi, đúng không nào? Thế các con sẽ trình bày nhanh bài này vào trong vở, sau đó thì cùng cô đi tìm hiểu bài tập tiếp theo nhé. Và sau đây là bài tập số 2 của chúng mình. Nào, đề bài của bài tập số 2 đó là có hai phân số 7/6 và 7/12 tương ứng với gì nhỉ? Hai hình trong này. Thế bây giờ người ta hỏi là gì? Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình số 1 và phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình số 2? Thế thì bây giờ chúng ta lại phải phân tích và tìm ra
tìm ra phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình, đúng không nào? Quan sát vào hình số 1 cho cô nào. Hình số 1 thì chúng ta thấy là trong hình này có hai hình chữ nhật, và mỗi một hình chữ nhật đang được chia đều thành mấy phần bằng nhau nào? 1, 2, 3, 4, 5 và 6, bên kia cũng như vậy, đúng không nào? Vậy thì ở trong này chúng ta thấy hai hình chữ nhật này được chia thành 6 phần bằng nhau trong mỗi một hình. Và bây giờ chúng ta sẽ phải đếm cho cô xem là gì. Người ta đã tô màu bao nhiêu phần bằng nhau trong cái hình này. Nào cô đếm nhá. 1 2 3 4 5 và 6. Bên kia người ta tô 6 phần. Bên này người ta tô 1 phần. Vậy tức là người ta đã tô màu 7 phần, đúng không nào? Người ta đã tô màu tất cả 7 phần bằng nhau. Mà ở đây thì mỗi hình chữ nhật này đều được chia thành 6 phần, tức là phân số chỉ số phần đã tô màu ở đây chính là phân số 7 phần 6, có đúng không nào? Bởi vì nhá, các con hình dung là gì? Mỗi hình chữ nhật đều được chia ra 6 phần, mà tổng số phần người ta tô màu đó là 7 phần. Vậy tức là người ta đang tô màu 7 phần 6. Được chưa nào? Phân số chỉ số phần đã tô màu của hình số 1 chính là 7 phần 6. Nào bây giờ nhìn vào hình số 2 có một sự khác biệt. Hình số 2 thì chỉ gồm có một hình chữ nhật lớn thôi, đúng không nào? Một hình chữ nhật. Và hình chữ nhật này được chia đều thành 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 12. Hình chữ nhật này được chia thành tất cả là 12 phần bằng nhau. Trong đó người ta đã tô màu 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Người ta đã tô màu 7 phần, mà tổng số phần bằng nhau là 12. Vậy thì phân số chỉ số phần đã tô màu của hình số 2 chính là phân số 7 phần 12. Đó, đây chính là hai cái sự khác biệt giữa hai loại hình này. Được chưa nào? Đó, thế thì ở trong bài tập số 2 này chúng ta đã biết cách xác định gì nhỉ? Phân số chỉ số phần đã tô màu, được chưa nào? Và nhớ cho cô cách phân tích ở hình 1 và hình 2 là hoàn toàn khác nhau nhé. Được chưa nào? Bây giờ thì cô và các con sẽ cùng nhau bước sang một phần kiến thức mới nữa nào. Như vừa rồi thì chúng ta đã được phân tích qua phần bài toán ở ví dụ đầu tiên, đúng không nào? Đó là gì? 5 phần 4 quả cam của cô thì sẽ gồm 1 quả cam và 1 phần 4 của quả cam, đúng không nào? 1 quả cam là 4 phần 4 thêm 1 phần 4 của quả cam thứ hai nữa thì đó chính là 5 phần 4 của quả cam, đúng không nào? Thế thì chúng ta thấy là gì? Từ cái điều này cô thấy 5 phần 4 quả cam thì sẽ nhiều hơn 1 quả cam, đúng không nào? 1 quả cam thì chỉ gồm có 4 phần 4 thôi, còn 5 phần 4 thì sẽ nhiều hơn 1 quả cam. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có một cái nhận xét, đấy là gì? Phân số 5 phần 4 này là một cái phân số có tử số là 5, mẫu số là 4, thì tử số sẽ lớn hơn mẫu số, đúng không nào? Thế nếu như đối với những phân số mà có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó sẽ lớn hơn 1 nhá. Phân số khi so sánh với 1 thì chúng ta phải xét đến tử số và mẫu số của phân số đó. Thế thì đây chính là trường hợp đầu tiên khi chúng ta so sánh một phân số với số 1. Thế ở đây thì cô thấy là gì? Phân số 5 phần 4 sẽ lớn hơn 1. Vậy cô sẽ viết 5 phần 4 lớn hơn 1. Đó, được chưa nào? Đây là trường hợp số 1. Tiếp tục, phân số 4 phần 4. 4 phần 4 như cô đã phân tích ở trên thì nó chính là 1 quả cam. 1 quả cam cô chia thành 4 phần, đúng chưa nào? Vậy thì ở đây phân số 4 phần 4 thì có tử số và mẫu số bằng nhau, đều bằng 4, cho nên là phân số này sẽ bằng 1. Được chưa nào? 1 quả cam cô chia thành 4 phần, hay là 1 cái bánh cô chia thành 4 phần, và cô ăn hết toàn bộ thì tức là 4 phần 4 có kết quả là bằng 1.
Với phân số có tử số và mẫu số bằng nhau thì nó sẽ có giá trị là bằng 1. Hay nói cách khác, nó chính là 4 chia cho 4 đấy. Được chưa nào? Trường hợp tiếp theo nè. Phân số 1/4. Nào, phân số 1/4 thì như lúc nãy cô đã phân tích là gì? Khi chúng ta chia một quả cam thành 4 phần và chúng ta chỉ ăn hết 1 phần thì có phải là 1/4 nó sẽ bé hơn một quả cam? Nó chỉ là một phần nhỏ trong cái quả cam đó thôi, đúng không nào? Thế thì 1/4 ở đây chính là cái phân số có tử số bé hơn mẫu số 1 bé hơn 4. Thế cho nên phân số này sẽ bé hơn 1. Và chúng ta sẽ viết là gì? 1/4 sẽ phải bé hơn 1. Đó. Vậy thì đây chính là một cái phần kiến thức rất là hay trong bài học ngày hôm nay. Đó là hướng dẫn cho chúng ta cách nhận biết một phân số, xem là phân số đó lớn hơn hay bé hơn hay bằng 1. Được chưa nào? Các con chỉ cần nhớ cho cô ba ý chính đấy là gì? Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1. Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1. Và phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó sẽ bé hơn 1. Được chưa nào? Thế thì bây giờ cô và chúng mình sẽ cùng nhau vận dụng các phần kiến thức này để đi thực hiện bài tập sau đây nhé. Và sau đây là bài tập cuối cùng trong bài học ngày hôm nay, bài tập số 3. Trong các phân số sau, nào, đề bài cho chúng ta rất là nhiều phân số, đúng không nào? 3/4 này, 9/14, 7/5, 6/10, 19/17 và 24/24. Câu A, phân số nào bé hơn 1? Câu B, phân số nào bằng 1? Và câu C, phân số nào lớn hơn 1? Vậy thì đương nhiên chúng ta sẽ phải vận dụng phần kiến thức cô vừa hướng dẫn, đúng không nào? Tìm phân số nào lớn hơn, bé hơn hoặc bằng 1 thì chúng ta lại phải dựa vào gì? Đặc điểm của tử số và mẫu số. Chúng ta sẽ so sánh tử số với mẫu số để chúng ta rút ra xem phân số đó khi so sánh với 1 thì sẽ như thế nào nhé. Nào, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng cô giải đáp phần A trước. Phân số bé hơn 1 thì sẽ là phân số có tử số bé hơn mẫu số, đúng không nào? Chúng ta chọn cho cô các phân số mà có tử số bé hơn mẫu số thì nó sẽ thỏa mãn yêu cầu ở phần A. Nào, phân số bé hơn 1 nào. Phân số đầu tiên 3/4. Với điều kiện 3 nhỏ hơn 4, tức là tử số bé hơn mẫu số, thỏa mãn, đúng không nào? 3/4. Tiếp tục, 9/14 cũng thỏa mãn điều kiện 9 nhỏ hơn 14, tức là tử số bé hơn mẫu số. Vậy phân số này bé hơn 1. Tiếp tục này, cô còn thấy có phân số 6/10 thì 6 bé hơn 10, tức là tử số bé hơn mẫu số. Vậy phân số này cũng bé hơn 1. Ngoài ra thì cô thấy là các phân số còn lại không thỏa mãn điều kiện đó, đúng không nào? Vậy thì phần A cô tìm được 3 phân số bé hơn 1, đó là 3/4, 9/14 và 6/10. Nào, phần B, phân số bằng 1 là, nào, phân số mà bằng 1 thì nó phải thỏa mãn điều kiện là cả tử số và mẫu số bằng nhau, đúng không nào? Thế trong dãy các phân số này thì cô thấy là chỉ có đúng một phân số cuối cùng, 24/24 là thỏa mãn. Có tử số và mẫu số đều bằng 24. Phần B này cô chỉ tìm được duy nhất một phân số như này. Nào, phần C, phân số lớn hơn 1
phân số lớn hơn 1 thì đương nhiên phải thỏa mãn điều kiện là tử số phải lớn hơn mẫu số, đúng không nào? Thế quan sát thì chúng ta thấy các phân số còn lại ngoài những phân số chúng ta vừa tìm ra, đó chính là phân số 7/5 và phân số 19/17 thỏa mãn điều kiện tử số lớn hơn mẫu số, tức là phân số đó sẽ lớn hơn 1. 7/5 và 19/17. Xong chưa nào? Rồi, vậy là cô và các con đã hoàn thành xong được bài tập cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã được gì nhỉ? À, đã được biết cách viết rất là rõ ràng một phân số dưới dạng một phép chia dưới dạng một phân số, đúng không nào? Và gì? Và chúng ta còn biết được là cách so sánh một phân số với một, đặc điểm của những phân số đó như thế nào, lớn hơn, bé hơn hay là bằng một. Thế thì về nhà các con sẽ ôn lại toàn bộ các phần kiến thức trong bài học ngày hôm nay, cũng như là cách trình bày của những cái bài toán tương tự như thế này, để chúng ta có thể nắm chắc và khi mà chúng ta gặp bài toán tương tự chúng ta không bị nhầm lẫn nữa. Được chưa nào? Hẹn gặp lại tất cả các con trong những buổi học lần sau nhé. Xin chào. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.